Sáng nay, tại bến Bạch Đằng, quận 1 đã diễn ra lễ khai mạc giải vô địch bơi vượt sông và ván chèo đứng Thành phố Hồ Chí Minh mở rộng lần thứ nhất năm 2024. Đây là sự kiện hòa chung bầu không khí sôi động của lễ hội sông nước Thành phố Hồ Chí Minh, góp phần thúc đẩy phong trào tập luyện môn bơi lội và môn ván chèo đứng, đồng thời tạo điều kiện cho những người yêu thích hai bộ môn này được thi đấu, giao lưu, học hỏi và nâng cao trình độ. Đây cũng là một cái hoạt động để thúc đẩy cái phong trào tập luyện thể thao, đặc biệt là đối với cái địa hình của Thành phố Hồ Chí Minh với kênh ngòi sông rạch, để chúng ta lan tỏa cái tinh thần tập luyện thể dục thể thao của người dân thành phố, và trong đó thì có hưởng ứng cái lễ hội sông nước lần thứ hai, có nhiều cái hoạt động thật là phong phú và đa dạng. Giải vô địch bơi vượt sông và ván chèo đứng Thành phố Hồ Chí Minh mở rộng lần thứ nhất năm 2024 đã thu hút người tham gia đông đảo. Tổng cộng đã có 51 đội với gần 600 vận động viên đến từ nhiều tỉnh thành trên khắp cả nước đến tham dự. Mục tiêu của tham gia giải này của đội của mình thì là tham gia tinh thần học hỏi, giao lưu, đặc biệt là trải nghiệm trên cái dòng sông Sài Gòn này, đặc biệt là rất là nhiều cái kỷ niệm ở trên đây của người dân Sài Gòn. Và nếu cố gắng hơn nữa thì mục tiêu chính của team mình sẽ hoàn thành cự ly và vươn xa hơn là sẽ nằm trong top 10 của cái giải này ạ. Ngay sau lễ khai mạc, các vận động viên hệ chuyên nghiệp và phong trào đã bước vào tranh tài ở giải vô địch bơi vượt sông mở rộng với cự ly 1.000 km từ cầu cảng Ba Son đến cột cờ Thủ Ngữ. Dù phải thi đấu dưới điều kiện thời tiết nắng nóng và bơi ngược dòng nước, các vận động viên đã cố gắng hoàn thành cự ly. Cuối cùng, những tấm huy chương đã tìm được chủ nhân xứng đáng. Em đã rất vui và hào hứng khi được tham gia giải đấu này. Trong khoảng thời gian qua, em đã cố gắng tập luyện hết sức và nghe lời của huấn luyện viên đã ra. Và khi đi đấu giải này, em đã rất vui và cố gắng hết tất cả công sức. Ngày mai, giải vô địch ván chèo đứng mở rộng sẽ được tổ chức với sự tham gia của 24 đội. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, ban tổ chức sẽ tiến hành trao thưởng cho các cá nhân, tập thể xuất sắc